Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam khủng hoảng lãnh đạo kế cận. Việt Nam bước sang một giai đoạn mới về mặt lý thuyết khi Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền duy nhất đã bầu bán xong nhóm lãnh đạo cấp cao hàng đầu của mình và bế mạc vào hôm 1 tháng 2. Tuy nhiên, với việc nhà lãnh đạo cao nhất và thực tế của Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng và rất già nhưng vẫn tiếp tục tại vị, thì giới quan sát đã đưa ra nhận định là Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những khủng hoảng rất lớn trong công tác sắp xếp lãnh đạo kế cận của mình. Như tin đã đưa, hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản khóa 13 vào hôm 31 tháng 1 bầu ông Nguyễn Phú Trọng được tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp của ông Trọng ở vị trí đầy quyền lực này. Và với việc bầu ông Nguyễn Phú Trọng thì cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng bị bỏ sang một bên, với việc Tổng Bí thư không được phép làm quá hai nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh các lãnh đạo đảng bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 13 chiều ngày 30 tháng 1. Báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin rằng ông Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, là một trong 10 người trường hợp đặc biệt trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng. Cụ thể là quá hạn về giới hạn về độ tuổi tham gia Ban chấp hành Trung ương được quy định rất rõ trong điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ tôi cũng không được khỏe lắm. Tuổi cũng cao rồi, tôi cũng xin nghỉ, nhưng đại hội bầu vẫn phải làm vì là đảng viên tôi phải chấp hành, nên tôi sẽ cố gắng hết sức. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy tại một cuộc họp báo vào hôm 1 tháng 2, theo tường thuật của báo chí trong nước. Từ Singapore, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã đưa ra nhận xét với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ về sự kiện này như sau. Ở một nghĩa nào đó có thể coi là có sự khủng hoảng ở mức độ nhất định trong việc tìm kiếm những nhân vật lãnh đạo phù hợp để thay thế những nhân vật đã quá giới hạn độ tuổi hoặc quá giới hạn nhiệm kỳ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một nhiệm kỳ có thể được coi là một giải pháp tình thế để ngăn khủng hoảng có thể tiếp tục xảy ra. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp ghi nhận rằng giải pháp này trước mắt đạt được sự đồng thuận trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, thể hiện qua thực tế là Ban chấp hành Trung ương khóa mới hầu như nhất trí hoàn toàn với việc ông Nguyễn Phú Trọng ở lại chức Tổng Bí thư thêm một nhiệm kỳ. Mặc dù vậy, nhà nghiên cứu của Viện IOCOS lưu ý rằng thực trạng Đại hội Đảng lần này chấp nhận nhiều trường hợp đặc biệt, nổi bật là ông Nguyễn Phú Trọng, và như thế là một số quy tắc nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhân sự đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nếu điều này không được khắc phục, các quy tắc điều lệ không được phục hồi trở lại có thể tạo ra tiền lệ rất xấu, tạo ra những bất ổn khó đoán định trong vấn đề nhân sự trong tương lai. Tiến sĩ Hiệp đã nói như vậy. Và với việc lần này ông Nguyễn Phú Trọng ở lại nhiệm kỳ thứ 3 thì cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam bị phá vỡ. Trong tương lai sẽ còn nhiều người bắt chước và làm theo. Giáo sư Mạc Văn Trang, người lên tiếng phản biện trên xã hội, đã chia sẻ ý kiến của mình trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở thành phố Từ Phố Hồ Chí Minh như sau. Ông Trọng là người cao tuổi đã bị tai biến, sức khỏe đã giảm sút, thậm chí đi phải có người dắt. Thế mà ông lại tiếp tục nữa, điều đó chứng tỏ có khủng hoảng lãnh đạo trong giới chấp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh sau lần đột quỵ tại Kiên Giang vào hồi tháng 4 năm 2019, ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thường xuất hiện với hình ảnh đi không vững phải có người đỡ và dìu. Ông Nguyễn Phú Trọng vi phạm chính điều lệ của Đảng Cộng sản. Bây giờ ông làm nhiệm vụ kỳ thứ 3, như thế tạo ra dư luận không hay, lẽ ra phải có những người trẻ lên thay thế ông. Điều này chứng tỏ là đang có sự bế tắc, thiếu tin tưởng vào tầng lớp kế cận. Nhà báo Tự Do Song Chi, một cựu đạo diễn phim đã rời bỏ Việt Nam đi tị nạn chính trị vào năm 2009 và hiện đang sống ở Anh, đã bày tỏ quan điểm của mình trên trang Facebook cá nhân rằng cả nước Việt Nam lại được dẫn đường bởi một ông già 77 tuổi, hai lần bị đột quỵ, đầu óc sơ cứng, chỉ lặp đi lặp lại về chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh, xã hội chủ nghĩa luôn luôn đặt sự tồn vong của Đảng, của chế độ lên trên hết. Trong con mắt của nữ nhà báo, ông Nguyễn Phú Trọng là hình ảnh của con người cộng sản từ những năm 40-50 của thế kỷ 20, là một con người thủ cựu, chỉ có mớ lý thuyết Mác Lênin cũ rích, chứ không phải nhà nhà lãnh đạo của thời đại ngày hôm nay, không có tư duy sắc bén, tầm nhìn xa để lãnh đạo đất nước. Bà Song Chi cũng là hình dung rằng viễn cảnh không mấy tích cực cho Việt Nam, với lời bình luận rằng khi nhìn như thế thì thấy tương lai, vận mệnh của đất nước ít nhất trong 5 năm cầm quyền tới của ông Trọng cũng chẳng có gì thay đổi. Vẫn loạng choạng đi theo con đường xích rắc, vẫn tiếp tục vá chỗ này chỗ kia mà thôi.
Khác với bà Song Ji, tiến sĩ Mạc Văn Trang đặt hy vọng vào những nhân vật có đầu óc cải cách đang ẩn mình chờ thời trong đảng. Ông nói như sau: trong bộ chính trị, trong trung ương cũng có rất nhiều người yêu nước, có năng lực, họ có thể có tư tưởng đổi mới, không chấp nhận cơ chế, thể chế như hiện nay nên họ không được tin tưởng. Sau này, trong quá trình chuyển đổi, những nhân tố mới sẽ xuất hiện và người đó sẽ làm nên chuyện, làm thay đổi thể chế và tạo sự phát triển mới cho đất nước. Theo tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, ngay cả khi Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng lãnh đạo, là tổng bí thư thêm một nhiệm kỳ nữa, họ bắt đầu tìm kiếm người kế nhiệm của ông rồi, nhưng các phe nhóm, nhiều thế lực trong đảng chưa đạt được sự đồng thuận về người tiếp theo này. Chủ yếu đây là mâu thuẫn giữa các nhóm hoặc các cá nhân cụ thể liên quan đến quan hệ quyền lực giữa các nhân vật này. Ví dụ, những nhân vật có quyền lực lớn hơn không muốn từ bỏ vị trí của họ chẳng hạn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được dự báo là sẽ nắm chức chủ tịch nước. Trong khi đó, các nhân vật có triển vọng bước lên vị trí mới lại bị hạn chế về mức độ ảnh hưởng, về sự hậu thuẫn trong trung ương của đảng. Cho nên, có những mặc cả, có những đàm phán để đạt được sự dàn xếp, càng có nhiều ủng hộ, càng nhiều chấp nhận, càng tốt. Trong phân tích riêng của mình, tiến sĩ Hòa Hồng Hiệp đã dự báo rằng có khả năng cao là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể chuyển giao quyền lực sau vài ba năm chứ không làm hết nhiệm kỳ, do ông có những vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn so với nhiệm kỳ trước đây. Tuy nhiên, nếu các phe phái không đạt được sự đồng thuận với người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, sự bế tắc vẫn kéo dài, dẫn tới ông Nguyễn Phú Trọng phải lâu hơn so với dự kiến ban đầu của đảng, theo tiến sĩ Hiệp chia sẻ. Ông Trọng cũng được dư luận trông đợi là sẽ về nghỉ hưu khi mà cấp dưới hết tranh cãi với nhau đủ lâu để có thể đồng ý với nhau về cách thay thế ông tốt nhất nhằm gỡ thế bí về nhân sự. Trước đại hội lần thứ 13, tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm trong một bài viết cho BBC cũng nhận xét rằng người mà ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm là chính ông. Một chỉ dấu cho thấy sự bế tắc trong việc chuyển giao quyền lực ở thời điểm này. Chỉ có một mình ông Nguyễn Phú Trọng đang đi tìm một Nguyễn Phú Trọng và càng lâu hay tìm người kế vị, ông chỉ nhìn thấy chiếc bóng của mình, tiến sĩ Liêm đã viết như thế. Trên trang Facebook cá nhân có hơn 40.000 người theo dõi, giáo sư Mạc Văn Trang bình luận tiếp như sau. Bảo cụ Trọng phải tiếp tục làm tổng bí thư thì được, còn bảo cụ ấy già yếu, nghỉ cho người trẻ lên là phản động. Dân chủ thế đấy. Trong bài viết thảo nào nhân sự đảng là tuyệt mật, giáo sư Mạc Văn Trang cũng chia sẻ. Nay xem danh sách Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vừa được công bố mới thấy tuyệt mật về nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam là bí quyết của thành công. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính được dự báo sẽ lên làm Thủ tướng Chính phủ. Nếu công khai danh sách để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân góp ý thì nhiều chuyện thâm cung bí sử của nhiều đồng chí sẽ toe toét hả ra, không khéo bung toang thì nguy. Bí mật nên lòng dân mới không biết ý đảng ra sao mà làm. Cụ Nguyễn Phú Trọng cứ cho là sự nghiệp đốt lò của cụ được nhiều người khen. Cụ gương mẫu với các đảng viên, cụ có công củng cố đảng, nhưng nghe trong đảng cũng có nhiều ý kiến về cụ đấy. Nhiều người thương yêu cụ, bảo cụ già yếu, bệnh tật thế kia, để cụ phải gánh vác công việc nặng nề, nòm rất tội nghiệp. Nghe nói cụ bà cũng khuyên can cụ ông hãy nghỉ hưu thôi. Nhiều người quý cụ mà muốn cụ được an nhàn, tuổi già. Cũng có người bảo cụ Biden bên Mỹ còn già hơn, nhưng cụ ấy chưa bị bệnh, còn đi lại nhanh nhẹn, quỳ gối cũng rất nhanh thoát. Còn cụ Trọng thì tái biến rồi, đi phải có người dắt, tuổi càng cao sẽ càng yếu. Cụ ở lại mang tiếng là tham quyền, cố vị. Ở đại hội lần thứ 12 hứa là làm nửa nhiệm kỳ, rồi kéo dài luôn cả nhiệm kỳ, nay lại kéo dài tiếp nhiệm kỳ thứ 3. Thế là vi phạm điều lệ đảng mà thân làm tội đời chứ được cái gì đâu. Lại có người bảo sao cụ không tin vào người hiến kế kế cận cho cụ, chính cụ tuyển chọn, bồi dưỡng mà cứ ôm đồm, che giả mang mọc chứ, ôm sao mãi cho được. Cụ từng chọn ông Phạm Quang Nghị làm thế tử, thế rồi cũng đi tòng. Còn ông Đinh Thế Huynh cụ tâm đắc lắm, thế mà cũng cho ngồi chơi xơi nước, mất tăm mất tích luôn. Rồi đến khóa này, ông Trần Quốc Vượng được chọn là người thường trực ban bí thư dưới một người trên một vạn người. Quyền sinh, quyền sát bấy lâu nay, thế mà cũng được cho tuột dốc không phanh. Đây là hình ảnh ông thường trực ban bí thư Trần Quốc Vượng. Vậy là thế sao? Có kẻ độc mồm theo thuyết âm mưu nó bảo, cụ chỉ giả vờ lú thôi, chứ thâm nho lắm, chọn người kế vị có vấn đề để cụ phế đi và tiếp tục nắm quyền. Thôi thì miệng, dân biết, dân bàn, phức tạp lắm. Còn cái bọn thế lực thù địch, cơ hội bất mãn, đòi tam quyền phân lập, xã hội dân sự, mà
mà cô gọi là những kẻ bất hảo. Chúng nó chê cụ kinh lắm, chẳng dám nhắc ở đây làm gì. Nhưng bọn ấy là dân đấy, chúng vẫn là công dân, thực hiện theo điển 25 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù cô bảo Hiến pháp là quan trọng lắm, chỉ dưới cương lĩnh của Đảng, nhưng bọn này không thèm biết cương lĩnh là gì, cứ Hiến pháp là tối thượng. Cụ mà bắt bọn này đi tù hết thì nhà tù ở đâu mà chứa cho được. Tổng biên tập Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, dân tinh lắm, hỏi dân biết cả. Ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí thư thì lại nói, dân là người giám sát, không ai có mắt được dân. Đều đúng sự thật là chân lý đó, nhưng Đảng nói vậy mà lại sợ hãi, trốn tránh, che giấu sự thật, bầu bán cho xong rồi phải dám công khai, thì dân còn biết làm gì nữa. Giáo sư Mạc Văn Trang đã nêu ra chất vấn như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 với bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam khủng hoảng lãnh đạo kế cận. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.